Cristiano Ronaldo của anh em. Và cánh tay rất hồi hộp, cánh tay thành công. Dù cho vào bóng vừa rồi thì thủ thành Đức Duy đã đoán được hướng sút, nhưng với một lực đi đủ tốt thì cánh tay đã không cho thủ thành mang áo số 34 của buổi sáng nay còn bị theo bất cứ một cơ hội nào. Tuấn Anh dứt điểm, không vào. Lần này thì góc sút đã thay đổi. Góc sút thay đổi nhưng kết quả cũng thay đổi theo, khi mà bóng đã tìm đến xa ngang khung thành. Minh Quân thành công. 2-0 dành cho U19 Hà Nội trong hai loạt đá đầu tiên, trước khi mà U19 Hải Phòng Việt Theo sẽ thực hiện loạt đá thứ hai. Hai cầu thủ thi đấu hàng phòng ngự của đội bóng áo vàng đều thực hiện những thành công của cú đá của mình. Đăng Dương dứt điểm, không vào. Một sự lựa chọn có phần an toàn của Đăng Dương, và thủ thành Đình Hải đã bắt bài. Lần thứ hai các cầu thủ U19 thể công Việt Theo không thành công. An Tuấn rất bản lĩnh, cú đá rất hay, cú đá hướng về góc cao. Những cú đá thật sự là rất chắc chân đến từ những cầu thủ áo vàng. Một cú dứt điểm lên góc cao ngắm nghía rất kỹ càng. Công Phương dứt điểm, một pha dứt điểm phải nói là rất bình tĩnh và đẳng cấp của Công Phương. Pha dứt điểm mà chúng tôi liên tưởng tới một cầu thủ của đội tuyển quốc gia Việt Nam, đó chính là Công Phượng. Hai cái tên chỉ khác nhau dấu chấm mà thôi, nhưng đã có một pha dứt điểm phải nói là rất bình tĩnh. Cú đá thứ tư của U19 Hà Nội, và Nguyễn Long Nhật sẽ đứng trước cơ hội để mang về chiếc cúp vô địch lần thứ 7 dành cho đội bóng của mình nếu như cú đá này thành công. Thật sự là một loạt đấu súng không dành cho những khán giả yếu tim, và cả tôi cũng vậy. Long Nhật không vào. Cái khuỵu gối và ôm đầu của Long Nhật, và đó chính là niềm hy vọng dành cho các cầu thủ áo đỏ U19 thể công Việt Theo. Thánh Bình rất tự tin, dứt điểm vào. Thật sự là một cú đá vừa rồi của Thành Bình rất hữu vía đối với những cầu động viên của thể công Việt Theo. Bóng đã đập vào cột dọc khung thành nhưng vẫn đi vào lưới. Ronaldo của Atip vào.